Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông. Riêng vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to. Cục bộ có mưa rất to với lượng trên 100mm như Bắc Mê, Hà Giang 142mm, Giáo Hiệu, Bắc Cạn 121mm, tại Tam Đảo của Vĩnh Phúc lượng mưa là 110mm. Mưa sẽ còn lặp lại trong tối và đêm nay với lượng mưa dự báo phổ biến là từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo có thể có mưa vừa mưa to gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi nên người dân cần chú ý đề phòng. Còn trong ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở Bắc Bộ là từ 33 đến 34 độ. Với thủ đô Hà Nội, sáng nay trời phổ biến nắng ráo, trưa chiều vẫn có cảm giác hơi nóng với nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Tối và đêm nay khả năng sẽ có mưa nên trời mát mẻ hơn, nhiệt độ thấp nhất về đêm là 27 độ. Nằm trong khu vực nắng nóng của miền Trung nên thành phố Đà Nẵng hôm nay trời cũng có nắng mạnh ngay từ sáng sớm, cảm giác nóng nực với mức nhiệt cao nhất là 37 độ. Dự báo tình trạng nắng nóng ở thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa. Tây Nguyên, Nam Bộ dự báo chiều và tối nay vẫn tiếp tục có mưa dông, trong đó phần phía Tây của hai tỉnh Bắc Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai và cả khu vực miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Cảnh báo gió giật mạnh, sấm sét trong cơn dông rất nguy hiểm nên người dân cần chú ý đề phòng. Sáng và trưa là khoảng thời gian tạnh ráo nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là từ 32 đến 33 độ. Từ khoảng sau 14 giờ, mây dông kéo đến và sẽ có mưa rào và dông. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông gây nguy hiểm. Đến tối và đêm trời mát mẻ với nhiệt độ hạ về 27 độ. Kết lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!